Hoan hỉ chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, chắc hẳn máy giặt là một vận dụng không thể thiếu cho mỗi gia đình của chúng ta đúng không ạ? Cũng giống như là món đồ điện tử công nghệ như là máy tính, tivi, tủ lạnh, chúng ta không thể đặt tùy tiện máy giặt ở bất cứ nơi đâu các bạn thích. Nếu không đặt máy giặt đúng phong thủy thì nó có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, khí lực của các thành viên trong gia đình. Nếu bạn đang có một chiếc máy giặt mà chưa biết nên đặt ở vị trí nào trong gia đình để phù hợp với phong thủy, khiến cho tài lộc đến gõ cửa. Ngay bây giờ, hãy theo dõi video của Phong thủy may mắn để biết đâu là những vị trí vàng để đặt chiếc máy giặt các bạn nhé. Máy giặt giúp cho quần áo được sạch sẽ mà không mất công sức của người nội trợ trong gia đình. Ngoài tác dụng giặt quần áo, máy giặt còn có tác dụng cho phong thủy và giúp cho mọi người trong gia đình phát lộc phát tài. Vị trí đặt máy giặt xấu. Những vị trí đặt máy giặt phong thủy xấu là không đặt máy giặt ở vị trí sao ngũ hoàng. Sao ngũ hoàng là một ngôi sao chủ về hung họa, bệnh tật, tai nạn, gây hại lớn đến tài lộc của gia đình bạn. Tùy vào hướng và vị trí thiết kế các văn phòng mà xác định đúng vị trí của sao ngũ hoàng trong nhà bạn theo năm tháng. Về vấn đề này thì bạn có thể nhờ đến những kiến trúc sư hay là các nhà xây dựng am hiểu về phong thủy học tư vấn. Vị trí đặt máy giặt hợp lý về phong thủy là phải tránh được sao ngũ hoàng vì máy giặt hoạt động nhờ điện năng có dòng điện chạy qua. Ngoài ra thì máy giặt còn có từ trường tĩnh điện âm thanh nảy sinh trong quá trình hoạt động. Tất cả đều ảnh hưởng đến phong thủy. Nếu đặt máy giặt tại phương vị hung như là vị trí của sao ngũ hoàng sẽ kích thích hung tính, hình thành nền sát khí. Không đặt máy giặt ở tường bên phải của nhà ở. Bốn phương của gia đình là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Một gia đình bình an hạnh phúc nghĩa là bốn phương cân bằng và khắc chế lẫn nhau. Tường phải của gia đình là phương Bạch Hổ chủ về sự hung hại. Tường trái của căn nhà là Thanh Long chủ về sự cát lợi. Đặt máy giặt sát tường là phải đồng nghĩa với việc Bạch Hổ được hỗ trợ để mạnh hơn. Bạch Hổ mạnh, Thanh Long yếu sẽ tạo thành thế Bạch Hổ chèn ép Thanh Long, ảnh hưởng xấu đến cả gia đình. Nếu bạn không biết gì phong thủy, đặt máy giặt tùy thích thì gia đình gia chủ và các thành viên sẽ gặp chuyện mà bạn không hề hay biết. Theo bát quái thì hoạt động của máy giặt ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan dạ dày và tim của con người. Các máy giặt có chức năng vắt khô quần áo là đồ vật mang tính hỏa thổ mà tim thuộc hỏa, dạ dày thuộc thổ. Nếu bất cứ ai trong gia đình mà bị đau dạ dày thì nên kiểm tra lại vị trí ngay máy giặt nhé. Không đặt máy giặt ở ban công. Đây là điều được cho là cấm kỵ, ban công không thích hợp đặt các vật đồ tạp và đồ nội thất. Nếu đặt máy giặt ở ban công thì sẽ che ánh sáng trong nhà, không có lợi cho sự lưu thông của không khí và ánh sáng, do vậy không có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì gia chủ cần chú ý đặt máy giặt ở góc phía đông nam hoặc là chính đông của ban công để hạn chế tối đa những điều xung. Không đặt máy giặt trong nhà bếp, nhất là khu vực nấu nướng. Nguyên nhân của điều kiêng kỵ này là do yếu tố thủy, nước trong máy giặt sẽ xung khắc với yếu tố hỏa, lửa của bếp. Nếu bếp đặt sai vị trí hoặc là bị các yếu tố bất lợi tác động sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của người nữ. Mặt khác, nhà bếp là nơi ở của táo quân. Nếu đặt máy giặt trong nhà bếp, những quần áo bẩn xâm phạm táo quân có thể ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình. Ngoài ra thì chất dầu mỡ, muối trong nhà bếp sẽ khiến máy giặt nhanh hỏng hơn. Tuy nhiên thì nhà bếp là nơi hỏa khí vượng, có yếu tố thủy trong bếp sẽ giúp ngũ hành nơi đây được cân bằng hài hòa nên bạn vẫn có thể đặt máy giặt tại đây. Vì vậy, không nên đặt máy giặt trong nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm và nhà vệ sinh là hai khu vực khá ẩm ướt và có thể làm sai lệch hoạt động và làm giảm tuổi thọ của máy giặt. Đa phần các hãng sản xuất máy giặt đều khuyến cáo người dùng điều này. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng nếu môi trường ở đây được giữ gìn sạch sẽ, khô ráo, máy giặt không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nước thì có thể đặt máy giặt. Xét về phong thủy học thì yếu tố thủy của nhà tắm, nhà vệ sinh ít nhiều cũng gây ra sự xung khắc với yếu tố hỏa của máy giặt khi hoạt động. Đặc biệt là nhà tắm, nhà vệ sinh có trường khí xấu, chuyển động của máy giặt sẽ khuếch tán khí xấu ra các phòng xung quanh. Lưu ý, trường hợp đã đặt máy giặt tại đây và khó di chuyển sang vị trí khác thì nên đóng cửa phòng tắm lại. Ngay cả khi không có máy giặt thì cũng nên đóng kín thường xuyên. Để tránh ẩm ướt và không khí bị tù đọng thì cần bật quạt thông gió hoặc là mở cửa sổ. Vị trí đặt máy giặt hợp lý.
Lựa chọn hướng đặt cho máy giặt. Việc lựa chọn hướng cho máy giặt là rất quan trọng. Hướng đông, đông nam, hai hướng này đều thuộc hành mộc, nhà vệ sinh thuộc hành thủy. Thủy không khắc chế được hỏa, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, đặt ở hai hướng này thì gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc. Nếu hai vợ chồng thuộc mạng mộc thì nên đặt máy giặt ở hướng này là tốt nhất. Nhà vệ sinh thì thuộc thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, giúp cho gia đình ấm áp hạnh phúc. Hướng nam, ngũ hành thuộc hỏa, nhà vệ sinh thuộc thủy, đặt máy giặt ở đây thì ngũ hành có tính tương sinh tương trợ, giúp cho gia đình hòa thuận yên vui. Vị trí đặt máy giặt theo phong thủy hợp lý thì cần phải khô ráo, thoáng đãng và không gây xung khắc với các khu vực vượng hỏa trong ngôi nhà, không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của phòng ngủ, phòng đọc sách. Nếu như còn đang phân vân về vị trí đặt máy giặt thì quý vị hãy thử tham khảo những thông tin mà chúng tôi vừa mang đến nhé. Quý vị thân mến, trong ngôi nhà của chúng ta thì mỗi phòng đều có một vai trò chức năng riêng. Cùng với phòng khách, phòng ngủ thì phòng tắm cũng là một không gian mà gia chủ ưu tiên thiết kế, vì đây là nơi mà các thành viên trong gia đình sử dụng để chuốc bỏ những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Vậy, đâu là những yếu tố phong thủy cần chú ý khi thiết kế phòng tắm? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của video để biết thêm thông tin chi tiết. Vị trí đặt phòng tắm, phòng vệ sinh. Phong thủy cho nhà vệ sinh, phòng tắm được dựa trên nguyên tắc tọa hung hướng hung, nghĩa là đặt tại vị trí hung và hướng ra hướng dung của nhà để dĩ độc trị độc. Các bạn có thể xem hướng nhà theo trường phái bát trạch để xác định hướng hung và hướng cát cho nhà mình và bố trí. Nhà vệ sinh là nơi có hung khí rất mạnh nên được phái bát trạch bố trí ở nơi xấu nhất trong nhà. Đó là cách dĩ độc trị độc để hung gặp hung hóa cát. Theo nguyên lý này thì khu vệ sinh phải nằm vào vị trí xấu của ngôi nhà sẽ hợp hơn là đặt vào vị trí tốt. Ngoài ra thì nhà vệ sinh có một số kiêng kỵ cần chú ý. Phòng tắm hay là toilet kỵ đặt ở đông nam và tây nam. Ta đã biết, trong một căn nhà góc đông nam là cung tài lộc, còn góc tây nam là cung tình duyên và hôn nhân, góc bắc là cung sự nghiệp. Như vậy, mỗi lần chúng ta tắm hay là giật nước bồn cầu là mỗi lần sinh khí bị cuốn trôi nếu nhà vệ sinh tọa ở góc đó. Đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc gia đình và cả sự nghiệp sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Theo phái bát trạch thì nên đặt nhà vệ sinh ở tây bắc hoặc là đông của ngôi nhà thì bình an. Phần cung tài lộc của nhà chúng tôi cũng đã có nhắc trong video trước, các bạn chịu khó xem trong video phong thủy phòng khách. Đại kỵ đặt nhà vệ sinh ở bắc và đông bắc. Theo phong thủy, hung tướng của nhà vệ sinh rất mạnh, đặc biệt là khi bố trí nhà vệ sinh ở hướng đông bắc, hậu quỷ môn hay là bắc của ngôi nhà. Nhà vệ sinh không nên đặt ở hai hướng bắc và đông bắc, khiến cho nam nữ chủ nhân mắc bệnh động mạch sơ cứng, gan cứng, mật kết giỏi, đi lị, đau dạ dày, đại tiện bí, ăn bị trúng độc, khí huyết không lưu thông, với người già thì sức khỏe càng không tốt. Đại kỵ đặt nhà vệ sinh ở giữa nhà. Theo Hà Đồ Lạc Thư, trung tâm thuộc thổ, nhà vệ sinh thuộc thủy, xung khắc nhau, nhà vệ sinh ở giữa gây mùi ô nhiễm cho các phòng khác trong nhà. Nếu đặt nhà vệ sinh tại trung cung làm hỏng nội khí của cả căn nhà. Khu vệ sinh ở đây rất khó thông thoáng, đồng thời thì cũng gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ công năng khác. Đại kỵ đặt vệ sinh ở cổng, cửa hay là đối diện cửa chính. Nhà vệ sinh không đặt ở phía trước cổng hay là cửa ra vào. Khi mới đi vào sân hay là phòng khách, đã thấy nhà vệ sinh là đại kỵ. Với nam giới thì thường mắc các bệnh về thận và bàng quang. Người thường thấy mệt mỏi, không có tinh thần, trí nhớ suy giảm. Nữ giới thì thường mắc các bệnh thận, bàng quang, nhẹ thì đau bụng kinh, nặng thì mắc bệnh vặt, nặng hơn nữa là xuất huyết tử cung hay là đẻ ngọt. Nhà vệ sinh đặt ở chỗ chế sát khí là đại lợi. Tùy theo năm tuổi mỗi người có một trạch mệnh phi cung tương ứng với nó là trạch nhà cùng tên. Trạch nhà có 8 hướng với 4 hướng cát và 4 hướng hung. Xem tê. Phái bát trạch chủ trương chọn vị trí xấu hung đặt phòng vệ sinh và hướng bản cầu quay về cung xấu của gia chủ. Đó là cách dĩ độc trị độc để hung gặp hung hóa cát. Theo nguyên lý này thì đặt khu vệ sinh vào vị trí xấu của ngôi nhà sẽ hợp hơn là đặt vào vị trí tốt. Thường thì đặt nhà vệ sinh tại 4 hướng ngũ quỷ tuyệt mệnh họa hại lục sát. Ngũ quỷ thuộc liêm trinh tinh, trong ngũ hành thuộc hỏa nên tìm cách bố trí nhà vệ sinh ở hướng này để áp chế sát khí của ngũ quỷ.
Tuyệt mệnh thuộc phá tinh quân trong ngũ hành thuộc kim. Muốn thúc đẩy tài vận thì phải bố trí nhà vệ sinh ở hướng này để trấn áp khí. Lục sát thuộc văn khúc tinh trong ngũ hành thuộc thủy, theo bát trạch minh kính, dùng 10 loại nước du uế, nền bếp, nhà xí để áp chế phương vị lục sát bản mệnh, cho nên muốn được giàu có thì phải dùng nhà vệ sinh để trấn áp. Hỏa hại, lộc tồn tinh trong ngũ hành thuộc thổ nên đặt nhà vệ sinh hướng này chống sát khinh. Ngoài ra, bát trạch còn cho rằng khi đặt bồn cầu thì cần phải lưu ý không để miệng bồn cầu hướng về các cung sát như là thiên y, sinh khí, diên niên, phục vị, nếu không làm giảm sức khỏe, tài lộc, gây bất hòa gia đình. Phòng tắm hay là toilet kỵ quá nhỏ và không có cửa sổ. Có nhiều người suy nghĩ được nhiều điều kiện hay, giải quyết được nhiều vấn đề hoặc là có những sáng kiến mới lạ ngay trong giây phút riêng tư trong phòng tắm hay là toilet. Bởi vậy, nếu phòng tắm hay là toilet quá nhỏ sẽ giới hạn sinh khí vào nơi này, nghĩa là giới hạn sự suy nghĩ và sáng tạo của họ. Nhà vệ sinh không có cửa sổ, khó thông thoáng khiến cho không khí tù túng, khó luân lưu. Khi bị tù hãm, từ sinh khí sẽ thành ác khí. Nhà vệ sinh thì kỵ chung với bếp. Dưới góc độ khoa học và kiến trúc, khi bố trí nhà vệ sinh cần chú ý kiêng kỵ như sau. Tránh đặt cửa phòng vệ sinh trực xung với cửa bếp. Bếp thuộc hỏa, vào khu có thủy sẽ gặp xung khắc ngũ hành. Còn vị trí giường ngủ luôn cần tọa cát nên không thể trùng phương vị tọa hung của nhà vệ sinh được. Kỵ đặt chung nhà tắm, rửa mặt và bồn cầu. Tốt nhất là nên tách riêng chúng ra nếu có thể bằng những cách chia cứng như là xây tường, làm vách kính hoặc là mềm như là dùng rèm tre, cửa lụa. Có thể đặt thêm mảnh chắn, bình phong gỗ hay là cây xanh để ngăn tầm nhìn từ cửa chính vào. Nhà vệ sinh chung với nhà bếp, các bạn có thể đặt 2 chậu cây cảnh ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Tránh 2 cửa phòng tắm đối diện nhau. Nhà to thường có nhiều phòng tắm, khi các cửa phòng này đối diện nhau, người cư ngụ ở đó thường có cảm giác bệnh tật chạy dọc theo đường trung tâm cơ thể của họ hoặc là phải chịu đau đớn của cơ thể và các vấn đề tài chính suy giảm. Nhà vệ sinh kỵ trên nóc phòng khách và phòng ngủ. Tại các nhà nhiều tầng, nhà vệ sinh không nên đặt trên nóc phòng khách ở tầng dưới. Khi các đường ống thải bị rò rỉ, trần tường phòng khách ngủ có thể bị ô nhiễm, rất là khó xử. Phòng ngủ không nên bố trí phòng vệ sinh. Tránh làm phòng tắm chung vách hoặc là đối diện với phòng ngủ. Nếu có đối diện thì nên tránh làm 2 cửa đối diện. Nhưng nếu làm toilet chung với nó thì tốt nhất nên tránh đi. Nhìn chung thì không nên bố trí phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Khi cửa phòng ngủ thẳng với nhà vệ sinh thì người trong phòng ngủ có thể mắc bệnh thận, bệnh bàng quang. Tuy nhiên thì đây lại là vị trí đào hoa, với người độc thân thì ảnh hưởng tương đối ít. Nhưng với người đã lập gia đình dễ mắc các bệnh thận, bàng quang hay là trắc trở về quan hệ vợ chồng. Quý vị thân mến, phong thủy là yếu tố quan trọng và được đặt lên hàng đầu khi bạn làm việc, đặc biệt là phong thủy đối với ngôi nhà của bạn, bởi nó sẽ quyết định vận mệnh, tài lộc và may mắn của bạn. Do đó, dù là những vật dụng nhỏ như là máy giặt, tủ lạnh hay lớn hơn là bài trí cả một căn phòng hoặc là toàn bộ ngôi nhà thì các bạn đều cần phải chú ý đến những vấn đề về phong thủy. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay có thể giúp bạn đặt máy giặt đúng vị trí, hợp phong thủy và cách bài trí không gian phòng tắm, phòng vệ sinh sao cho phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi phong thủy may mắn của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất có liên quan đến tử vi phong thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.